Chị uống trà sữa đi. Chị chưa ăn gì đúng không? Ai, đúng rồi. Đúng rồi á. Cảm ơn nha. Em biết chị thích vị gì mà. Ủa rồi sao không xuống xe đi? Lần này ông trời cũng giúp em rồi anh ơi. Em đi nha. Bye bye. Bye. Đi kiếm cơm không? Nay cô Thắng á, tôi cho cô 1.000. 2.000. 5.000. Trên đời này cái gì mà không mua được bằng tiền á thì sẽ mua bằng rất nhiều tiền. Cô bị điên không? 1 tỷ. Lên xe. Nè, người lớn không chơi giỡn mặt nha. Như mọi khi, 5 round, mỗi round 20.000 đô. Ok. Được thôi. Mà cậu đưa người ở tới đấu cho cậu à? Tất nhiên, ra chiến mà. Vậy bên tụi này cũng có người ở tới đấu. Quê. Ê. Đau bụng. Bị gì vậy? Ê à, đau bụng quá. Đau bụng có sao? Không có đấu được hả? Chạy lại sao? Đâu được, không đấu được. Người của tôi đau bụng quá, không đấu nổi. Có sao, có sao? Ủa, cái gì vậy? Anh cũng đi, đau bụng rồi. Đúng không, đúng không? Đúng, đúng, đúng. Đau bụng. Trời ơi, tao không đấu được nữa, bữa khác tao đấu. Tao gì ăn được bụng quá. Ôi giời. Gì vậy? À, bữa khác tao nhỏ được bữa khác đâu nha. Gì vậy? Ê. Ê. Tụi này chờ cậu tới đấu nha. Ai mà không xuất hiện á là thành thọ đế đó. Nè, coi như tiền xe. Tiền xe. Không cần. Chết hả? Phải. Nhiêu? 1 tỷ. Nhiêu? 1 tỷ. Mày điên hả? Nè, nè, cô làm gì cần nhiều tiền vậy? Không biết anh hả? Ờ, tò mò. Gì nữa? Đưa 1 tỷ. Nói gì? Nè.
đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ phần 2 lúc 20 giờ từ thứ hai đến thứ tư trên kênh HTV2 V Channel. Tải ngay VOn để xem miễn phí hàng ngàn nội dung bản quyền, những bộ phim ấn tượng đang được phát sóng đầu tiên trên ứng dụng VOn.